Người đàn ông bán bắp nướng thành công nhờ một chuyện không ngờ. Ông bán bắp nướng ở phố đi bộ mà hầu như chẳng ai thèm mua, mặc dù có rất đông người. Họ chỉ chụp hình là chính. Một hôm, có một đám lộn xộn diễn ra, mọi người tò mò vây quanh để xem chuyện gì. Họ bắt đầu mua bắp và coi náo nhiệt. Hiểu rõ mọi chuyện, ngày nào ông cũng thuê vài người đến trước quầy của mình để diễn. Thành công liên tiếp, ngày nào các cameraman cũng phục ở quán ông chờ sự kiện.